Cỏ xịn rồi, cỏ xịn rồi. Ok. Trời ơi, hẹn nhau vào đây luôn. Hay dữ trời. Ồ, hay quá. Ồ, chị bây giờ ai? Dành gọi cho em. Chào mừng cả nhà đã đến với channel YouTube của Thì Tại Sắc Cơ. Và hiện tại là mình đang ở thành phố Vinh. Cũng ơi, Nguyễn Hải Lam. Nãy anh em đi thăm sân vận động Vinh của câu bộ sông lăng nha. Ngày mai ở đây có trận banh, trận V-League giữa sông Lam Ngang và thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh ra đá, mình từ Sài Gòn đi theo luôn. Nhưng mà có đi lộ không vậy? Hay mình chèo tụi em được đó. Ờ, đây. Em chèo thử coi. Em thấy trong khi Trung Quốc nó hay. Bây giờ mình đá với banh văng vô trỏng là coi như là khỏi lùm hả? Mất cái banh luôn rồi. Hay là mình, anh thấy khi Trung Quốc không? Khi Trung Quốc nó hay có kiểu lăn ba di bộ. Mình hình như cái cổng bên kia đó. Mọi người ơi, Nãy giờ đi lộn. Không rành. Thực ra là anh đi bên 5-7 lần rồi đó, nhưng mà không đi lần đầu. Không, anh ra sông Lam Nghệ An anh coi một trận banh ở ngoài đây rồi. Đợt đó là cô em nó chở ra, chở thẳng tới khán đài rồi leo vô khán đài ngồi luôn. Ngồi ngay khán đài chính kế bên bác Hà Xeo luôn. Mình còn giữ tấm ảnh. Đâu đây? Mọi người xem lại đi. Bây giờ trời thì hơi mưa lâm râm. Hồi sáng lúc mà hạ cánh xuống đây á thì mùa hè mà nắng nóng cực kỳ, tại Vinh nắng nóng cực kỳ luôn. Nắng mà hóc luôn người luôn. Xong đùng cái trưa mưa tầm tã. Đến giờ luôn vẫn còn nhỏ giọt. Không biết là giờ mình mang đôi giày này lát nữa mà mình vô sân mà mình rê bóng trên sân thì chắc là ướt chèm nhẹp đôi giày mất. Nhưng mà không sao. Được đá bóng trên sân của sông Lam Nghệ An là vui lắm rồi. Đá ở đây, khán đài ở đây, nãy giờ mình đứng đây sao mình chạy lon ton đi đâu á. Khán đài A1 120-300 nghìn. Ủa sao phân biệt dữ vậy trời. Rồi nó chênh lệch đúng không? Nó chênh lệch đúng không? A2 thì 80-200, B thì 50-150, C thì từ 30-50 nghìn. Đó là giải V-League nha. Còn giải vô địch quốc gia giá nó thấp hơn. Giờ thì kiếm đường vào trong sân vận động. Bíp bíp bíp. Đây cổng vào đúng không ta? Ờ à, đúng rồi. Vô. Wow. Và đây là sân nhà của sông Lam Nghệ An. Tưởng là đợt trước mình có ra đây. Mình xem một trận banh rồi. Trận đó Phan Đức đá rất hay. Nhưng mà mặt sân cực kỳ xấu. Và nay mặt sân đã đẹp tuyệt vời rồi. Cỏ xịn rồi. Ok. Có thể làm vài đường cho sân chứ hả? Khán đài ở đây thì nó có một mảng vàng. Mảng vàng. Trời mưa lắm tắm. Đoạn này thì không có che. Trên đây thì ok hơn. Mọi người đang dọn dẹp để chuẩn bị cho trận đấu ngày mai. Đố Lam top hit đi hết dãy cầu thang này. Không nổi rồi. Có đi bộ vậy hả? Để thầy cầm đây lại chút nha. Dính miếng nước mưa rồi. Dính miếng mưa rồi. Ghê đó. Đỉnh nhất. Hải Lam number one. Mặt cỏ siêu đẹp. Lâu lắm rồi mới trở lại sân nhà của sông Lam Nghệ An. Mặt sân thật tuyệt vời. Một sự thay đổi chán ngợp. Lúc đó hình như cũng không có cái chỗ đây. Wow. Bốn vàng đèn. Thôi, làm vài đường.
lên. À. Kìa. Hẹn cho anh ơi. Nó lúng lúng ghê thiệt. Mình sẽ restyle tại đây. Wow. Được đó Lam ơi. Thấy rồi. Mà ở đây thì nếu mà tân banh ở đây thì chắc tân được một chân quá. ATV kép. Và hồi nãy mình ở bên đó thì mình không nhận ra là cái gì, nhưng mà tới lúc mình qua đây thì đó, 1, 2, 3, 4 cái ô màu vàng đó là logo của đội Sông Lam Nghệ An. Đúng không? Giờ mới thấy á. Yeah. Thêm mấy cái nữa. Thêm mấy cái nữa. Okay. Lam Nghệ An, sân vận động Bình. Tuyệt vời. Yeah. Vậy là một vòng xung quanh chảo lửa thành vinh, ngoan cường chất nghệ. Tối mai Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp đón thành phố Hồ Chí Minh tại đây. Nhưng mà tôi là người Sài Gòn anh em ơi. Tôi là người Sài Gòn thì tôi nên cổ vũ thành phố Hồ Chí Minh hay là Sông Lam Nghệ An đây? Không biết nữa. Rồi, ai đã hay thì xem thôi, đúng không? Quan trọng là nhận cầu hấp dẫn hay không. Nhận thôi. Cầu hấp dẫn là ok rồi. Ai ở gần sân nào thì đi tới sân đó xem. Mình cũng vậy, mình ở gần sân Thống Nhất thì mình tới sân Thống Nhất. Còn anh em nào gần sân nào thì cứ tới sân đó nha. Làm ở đâu? Em ở Đồng Nai, Đồng Nai không có sân. Cái giờ hàng nhất, hàng nhì, hàng ba nữa. Không nhớ nữa rồi. Thì đã ra khỏi sân và đây là khán đài A2. Và bên đây có một phòng bán vé số 2 nữa. Tức là có nghĩa là xung quanh đây đều có quầy bán vé. Đúng là chảo lửa thành vinh. Nhìn rất là cổ kính và hoành tráng. Hay sao? Hay sao là? Em thấy là ok. Tại vì thực ra em ở thành phố thì không được vậy. Em đi vận động rất là ít. Nên là những sân động vậy thấy rất là hoành tráng. Như nào hồi nào giờ chỉ đi những sân nào là này. Nên là đi những sân như vậy rất là ít. Dạ. Vậy thôi giờ chắc về nghỉ ngơi. Đã không? Wow, một buổi chiều tuyệt vời. Tiếm rệm luôn. Cái nhà xung quanh đây thì rất cũ kỹ và cổ kính luôn. Wow. Quá xa đã. Nhìn cũ kỹ thì đại gia không đó. Nhìn cũ kỹ thôi chứ đại gia không á. Một buổi chiều tuyệt vời tại thành phố Vinh, Nghệ An. Và bây giờ mình sẽ đi ăn tối. Lên đường. Bây giờ là sáng ngày hôm sau rồi. Hiện tại mình đã có mặt tại khu khán đài. Có một cái hoạt động rất là thú vị tại đây. Đây là Dream Lava Shop. Cá tóc. Đẹp. Bên kia là cái game. Khá thú vị. Ở đó mới xuất vào một quả. Và đây là Sông Lam Nghệ An của Red Fox. Đây là thật ra thì chuyến đi ra Vinh này của mình là để tham gia biểu diễn bóng đá nghệ thuật cho một hoạt động truyền thông của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An phối hợp cùng Red Sport Việt Nam và Liên Paper Shop. Một sự kiện nhỏ thôi nằm trước sân vận động mà mình ít được thấy tại thành phố Hồ Chí Minh hay một thành phố nào khác. Sự kiện này diễn ra từ sáng cho đến trước khi trận thi đấu diễn ra 30 phút. Mình nghĩ là các câu lạc bộ khác cũng nên có nhiều hoạt động như thế này để cho người dân được vui chơi tận hưởng, nhận quà tặng trước khi vào xem một trận bóng đá nhé. Một cách làm việc quá hay và quá ý nghĩa của câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An. Chúc cho câu lạc bộ càng ngày càng phát triển hơn và sớm giành được thứ hạng cao tại V-League nữa nha.
Và đừng quên mua áo Song Lam Nghệ An để ủng hộ Red Sport Việt Nam nhé. Hình hình là ông Lam ổng đá chơi mình không có quay. Ai dè đá vô. Giờ chuẩn bị nhận cái áo của Red Sport. Giả mang. Thôi Song Lam 20 năm rồi. Hay dữ trời. Nghe rồi, nghe. Trời, biết vậy ấn nút quay cái là được cáo rồi. Được cái cảnh rồi. Tiền bố anh em fan Song Lam 20 năm. Đó. Fan Song Lam 20 năm. Ok quá. Fan Song Lam 20 năm nha anh em. Đẳng cấp là chữ đó. Buổi chiều thì mình lại có mặt tại khu sút bóng và biểu diễn cho các khán giả xem. Những khán giả này tới đây chơi game, cắt tóc rồi vào xem bóng đá sẽ là một trải nghiệm rất là tuyệt vời và thú vị đối với họ. Mình lại thực hiện một cú sút nữa nhưng vẫn không thể có được chiếc áo của câu lạc bộ Song Lam Nghệ An. Thôi thì để mình vào Red Sport Việt Nam mua hẳn một chiếc áo đấu nhé. Thành phố Hồ Chí Minh và Song Lam Nghệ An. Trước mắt là các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh vừa có mặt tại sân. Hello. Trời ơi, hẹn nhau vào đây luôn. Hay dữ trời. Đó là Ngô Tùng Quốc nha. Và cao thủ Song Lam Nghệ An cũng đã có mặt đằng kia. Ta có thể thấy là Xuân Mạnh. Xuân Mạnh vừa bước vào sân. Phan Văn Đức. Phan Văn Đức vừa phải vừa ký tặng cho một số fan hâm mộ đang có mặt đó và đứng chụp ảnh nữa. Sản phẩm gạo An An là nhà tài trợ chính của câu lạc bộ Song Lam Nghệ An. Còn đây là xe của câu lạc bộ Song Lam Nghệ An, chiếc xe màu vàng và xanh dương, rất là đặc trưng, nét đặc trưng của câu lạc bộ. Xe rất đẹp. Hello. Bên đây thì còn có một khu vực bán vé nữa bên này. Rất đông người hâm mộ tới mua vé. Đây thì bán báo. Không biết ở đây bán báo để làm gì. Có ai còn đọc báo giấy không? Đó, mình dạo một vòng quanh sân. Ngộ hướng quay một clip TikTok đang chơi. Giảm 2 lần. Đó thì ra gì cái lỗi gì? Lỗi nào? Mấy lỗi. Đó hả? À. Lỗi nào cũng được đúng không? À, lỗi nào được. Đây lỗi khó lắm, không có gì vậy đâu. Không phải. Còn rất nhiều view clip hay ho khác trên TikTok của mình. Mọi người nhớ follow nhé. Xác vé, xác vé. Wow wow wow. Hôm nay xác vé bằng mã code trời. Khán đài A2. A2. Xác vé mà xem không nào. Đây, khán đài A2. Hello em. Ghê vậy. Hợp lý. Ghê. Đây có bán bánh nước các kiểu. Hợp lý á. Là các cầu thủ thì đang khởi động. C với D hầu như không có ai luôn. CD là cho cổ động viên của Thành phố Hồ Chí Minh mà hầu như là trong bộ Thành phố Hồ Chí Minh hình như không có cổ động viên. Kìa, nhãn què luôn. Ở đây thì mình đứng sát hơn với lại đường bít dưới này. Và vị trí như thế này thì bị che bởi vị trí ngồi của các cầu thủ. Khá đông. Rồi, trận đấu chuẩn bị bắt đầu rồi. Thôi về kiếm về chỗ ngồi để theo dõi. Khán đài B bây giờ đã đông hơn lúc nãy nhiều rồi, gần kín. Chúc mừng Ban Giám đốc. Nhất thập ba. Nhất thập ba.
số 3 và đôi Mercurial. Wow. Và tạt bóng mở đầu của đây là Phan Văn Đức ở hành lang cánh phải với một đôi giày màu xanh da trời. Đây Ngô Tùng Quốc. Mày giàu sao tí nữa. Bữa đi đá bên Đình Thành với mình một trận đá chơi cho vui nhưng mà lấy mồ hôi đội bạn lấy một rổ về luôn. Số 2 thủ môn Nguyễn Văn Hoàng. Gọi hai cái tất trên. Sài Gòn đây nó đi. Bên này là thay người rồi. Ở đây có thể thấy được khách sạn mình đang ở. Một trong hai căn này, không biết căn nào, bốn tòa nhà. Mình vừa chạy qua khán đài đối diện, đó là khán đài B. Trời thì đang đổ cơn mưa nhỏ. Thì rất là đông các cổ động viên ùa ra. Có lẽ là kiếm chỗ mua áo mưa. Kiếm chỗ mua áo mưa hay sao đó. Sẽ vào
không khí ở đây thì có vẻ hơi hỗn loạn tí xíu. Đó là mưa nên chạy ra lấy áo mua áo mưa. Trời, nãy khán đài bên đây rất là đông. Mưa một cái bây giờ là không biết tình hình đang như thế nào. Diễn viên cổ động rất là nhiệt tình. Thấy cờ chùm là có mưa luôn. Và đây là khán đài B. Đây chụp hình. Hơi mưa hết rồi. Trời. Chống thì đã được chùm lại rồi. Mưa. Đây thì lấy cờ che áo mưa luôn. Qua cái này. Ok. Thầy thế nhỉ? Thầy thế nhỉ? Nãy giờ đi lên khó quá. Thêm một nhóm nữa đây. Đang nấp mưa. Mặt tiền của khán đài B có một cái poster rất lớn của cầu thủ Sông Lam rất là đẹp đây. Có hình ảnh nó chuyên nghiệp hơn, gần bóng, gần giống với lại các câu bộ ở phương Tây. Không, một điều hết sức đặc biệt. Lần này ghé thăm Sông Lam Nghệ An thấy rất là kết thúc hiệp 1 thì Sông Lam Nghệ An dẫn trước Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số là 2-0 nhưng đang bị mất một cầu do nhận thẻ đỏ trong một tình huống phạm lỗi. Trời mưa cái là bán áo mưa cho cổ viên cũng hốt bạc luôn. Lấy đi con ông ba con lại 6 cái nha. 2 cái mày tiếp. 6 cái luôn. Cái mày tiếp. Hay quá. Buổi tối có đèn chiếu đảo quá ta. Tuyệt vời, tuyệt vời. Mưa cũng không lớn lắm. Xuống đây làm ngoài đường chứ hả? Làm xuống làm ngoài đường. Giờ mới để ý Phan Đức nãy giờ hiệp 2 đã thay đổi gì khác. Nãy màu xanh bích, giờ là màu đỏ rồi. Phong thủy. Lại phong thủy nữa hả? Phong thủy đó. Mỗi trận một đôi, ở lộn, mỗi hiệp một đôi. Nếu mà đã giải quay phụ đó, mỗi chân đôi, mỗi chân chiếc. Hiệp phụ rồi, mỗi chân chiếc. Hợp lý ta. Mặc một phạt luôn. Ồ, hay quá. Ồ, chi vậy là. Rồi còn luôn hả? Trời mưa nhỏ giọt, lâm râm lâm râm. Khán đài đã mặc áo mưa rồi. Và cũng có một số cổ động viên không cần áo mưa, đội mưa xem luôn. Đứng trước bóng đó là Ngô Hoàng Thịnh. Tỷ số trận đấu đang là 2-0 nghiêng về các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Đã cơ hội rút ngắn tỷ số thì cú dứt điểm đã trúng bán đào và trúng cột dọc. Wow, trúng cột dọc. Không có bàn gỡ cho các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục là tấn công ở hành lang cánh phải. Đánh đầu. Không vào. Không
vào. Để xin chữ ký của ai làm thì đi tốt trên kia rồi. Quay dành gọi cho em kêu nếu mà cho thầy chụp hình kìa. Xin chữ ký của Quế Ngọc Hải. Ok, đuổi vô tới phòng thay đồ của Tâm Lam Ngang để xin chữ ký luôn. Chào. May mắn. Được, ok. Đuổi vô phòng thay đồ của Tâm Lam Ngang để xin chữ ký của Quế Ngọc Hải. Rồi, đi. Ok. Hey. Mạnh hả? Khoáng lên máy. Ok ha. Em lấy xin cho bạn em mà. Ủa kìa ta, được tặng áo xanh sao giờ mà áo vàng? Ai biết thì comment vào đây nhé. Chơi Quế Ngọc Hải thì đang rất là đông fan mộ đang ở đây. Rồi. Mình thì rút lui thôi. Xong việc rồi. Ok. Thôi tự sướng đi, tự sướng. Nhìn gì đó em ơi. Đi theo Quế Ngọc Hải ra luôn.